rồi. Nó đang thiết kế thêm đường nữa kìa. Đang làm cho vàng kìa. Đang làm thêm đường nữa. Con vàng kìa. Đúng rồi, cái đường dưới này. Đường lên đường xuống kìa. Đường mình đi này cao hơn nhỉ? Bên kia đi là đường cao mà đường. Đường mình đi là cao nhất. Ủa bên kia cũng lại một đường nó đang bên kia cũng 2 chục mà. Năm đường. Con giật cầm. Hai cái tay. Con gái nhắm mắt lại không dám nghỉ đây. Nó xong kìa. Họ chuyển hết vật liệu lên đây cũng phê đấy nhỉ. Máy bay chứ. Phê. Giờ người chuyển. Sao mà người chuyển. Hello, hello. Ở ai thấy cái gì này. Trắng trắng giống như tượng Phật không ta? Đấy tượng Phật đấy. Thấy rồi kìa, thấy rồi kìa. Thì là tượng Phật đấy. Giờ mình lên cái chỗ cầu vàng kia đó, đó. Ôi trời. Toàn mồ hôi luôn. Cái này là cái bàn tay mình lên cái cầu thế đúng không? Ờ, cầu vàng đấy. Toàn này là nó vàng cái này. Giờ để vàng rồi. Ôi trời ơi, lên được mấy cái số đấy. Wow, gần đến rồi. 25 phút mà đi, nãy bảo. 25 phút à, đúng 25 phút. Toát hết mồ hôi luôn. Đi cáp treo. Không phải leo mà còn toát hết mồ hôi hơn là đi đi bộ ấy. Nếu mà đi bộ thì không biết. Cái này cảm giác vừa sợ. Đúng không? Đúng rồi, đúng không? Vừa sợ. Này này mà đây chả thấy sợ gì. Lần đầu tiên đi ở bên Đà Lạt thì lại ngắn hơn nhỉ. Lia có cảm giác run hết vòi không? Cơ 10 phút. Bây giờ là mình chưa. Đà Lạt kia gần quá. Đi chuẩn bị nè, chuẩn bị nhưng mà nó lại đơn đương mưu đương đương. Kiểu gì ấy. Trời ơi. Không nghĩ là nó. Bye bye. Trời ơi. Còn xa phết. Chuẩn bị có. Cái này là nó đi nó bình thường rồi, kia nó còn đưa. Cái kia nó nhỏ. Con gái chào anh à. Mấy hôm nữa ba về ba đưa anh đi Vũng Tàu. Tính đi nữa chào, chào anh với cái vẻ mặt. Ừ. Như Ngọc cảm giác mạnh lắm rồi. Sợ. Thế là đưa một đứa ở nhà. Thằng cu lớn rồi, nó bảo không đi, hôm bữa bảo nó không đi, nó bảo không đi. Nó toàn nhiều lần nó không đi, nó bảo thế cho ở nhà. Mấy hôm cho đi Bình Dương Vũng Tàu. Ô cái kia, cầu vàng kia. Đâu, đã đến đâu mà. Đây. Anh ở nhà ngoan. Đây đây, lại xuống đây, xuống dốc đây. Qua. Đấy. Chỉ đây. Hai cái luôn. 2 3. Ôi đi bạn đi bắt khỉ ôi. Cái chỗ này đừng có nhìn vào. Cứ nghỉ con gái, nhắm mắt lại. Gái ơi. Nhìn ra đằng sau. Đâu cao lắm đi 100 m. Thế rồi. Nhìn ra đằng sau kìa. Ôi giời ơi. Đây ra biển luôn này. Nó phải 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường kia. 6 đường cắp treo. Ôi ôi, dưới này sâu lắm. 300 mét. À, quay đằng sau này đỡ sợ hơn này. Con cái ơi, quay ra đằng sau này đỡ sợ hơn. Phải đây, bám ở đây. Phải đây, ngồi đây. Đấy, nhìn ra biển đây. 5 phút rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Chuẩn bị lên đến đỉnh rồi. Từ lúc nãy đến giờ. Sợ thì nhìn xuống bên dưới này bé. Đây đằng sau này. Wow. Ôi giời ơi, cặp trèo dài đây. Đi ra đằng sau đỡ sợ hơn mà. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Bây giờ nó qua mấy cái nó hết sợ rồi. Đừng có 2 cái nữa, 3 cái là đến rồi. 2 cái, 3 cái. Ồ. Ờ đúng rồi, sắp đến thật rồi. Ôi giờ hết sợ rồi, im hết rồi nhỉ. Giờ tỉnh táo lại chào khán giả cái đi. Vâng ạ. Hey yo. Đây, bác Quế, bác Dương đây. Bác Dương chuyến đi này là tuyệt vời nhất đấy. Chuyến đi lần thứ N rồi. Chuyến này là nhưng mà nhất. Chuyến này thì mới gặp được các cháu thôi. Ừ. Nói chung là lông từ nãy ra từ 6 phút. Cũng đợi giờ nữa đâu. Cái tội quá lên đến 9 giờ mới buồn chứ mọi người. Hôm nay ngồi ở đây là toàn có hàng sách tay hết à. Có mỗi ông chú này. Có một cái nữa đến rồi. 2 cái. Kia cầu vàng kìa. Đây là sách 2 cái. Đúng rồi. Phải đợi ấy lên chứ chị.
phải đợi kèn chứ. Phải đợi 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 kèn à? Kèn đi. Lên đồ ăn mở cửa cho mình mà cửa mình ra mình cứ ngồi ngồi đấy. Mình ngồi đấy đợi. Mình đợi đồ ăn đi. Chào nào. Hello hello. Gái, gái yêu. Hello hello. Mặt xì xì. Đây. Con ơi. Con kìa. Chào 500 anh em đang xem của con kìa. Chào 49 Lâm Đồng hả? Nhà FIFA. À, đường FIFA. Có đường xe đi nào mỏng cho đi cho đường này này. Đường có đường đi xe lên mà. Đến đây. Xa lắm. Đến đây cổng biển xa lắm. Đây. Đường này em bảo đường nước Pháp mở mà. À đường Pháp mở đây. Ở dưới á, đường đường đi bộ đi đi xe. Đường này chỉ xe máy. Đi xe máy. Có thể cái tay bằng vàng không? Ồ. Trải nghiệm đi xe máy. Trời ơi, lên đến đây. Nó mang môn nó tự làm xe đi. Lên đến đây đau hết cả tim. Nó làm cái xe đưa đón nó không có xe điện lên đâu, nó phải tính cầu vàng trên nè, bàn tay cầu vàng kìa, còn hai cái nữa thôi, một cái nữa thôi, hết thôi. À, xe lên thì cái này đói, nhưng mà lên lên xe là đỡ sợ hơn đấy. Vẫn cứ có khách người ta đi, nó đầu tư cái này nó vẫn cáp treo, mình đi cáp treo cho qua. Tại vì ở trên xe cao nhìn là nó lên xe sang cái này đã chết à. Đi cáp treo thì sướng chi. Mấy ngày sợ thì toàn đi xe rồi. Tôi mới đi xe ôm cô nó cũng say thế đó. Anh mà thấy xong mà đi. Chuẩn bị lên đến đỉnh đây. Rồi, chuẩn bị xuống. Nhanh nhanh. Đây bé rồi. Nhanh quá. Nhanh quá. Để con tông nhá, tháng lại nhá. Đồng thời. Ôi ôi. Hello. Đây ở bên này hả? Con gái sợ không? Dạ. Nhưng mà giờ sướng chưa? Đỡ sợ chưa? Đứng ở bên này thôi. À Ken, Ken đây rồi. Đi chơi, đi theo Bon với Ken thôi. Chú Ken kìa. Rồi, tí quay tiếp. Rồi đó. Không đâu. Không đâu. Rồi chọi đó. Ai chọi à? Quay hả? Quay. Quay ngay chụp hình. Quay. Live stream. Live stream. Hello. 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 Hello Tân Thanh à? Đây là anh đẹp trai Tân Thanh này. Tân Thanh có mặt nhiều ở Đà Nẵng lắm. Đây cũng Tân Thanh này. À. Chào tất cả các bạn.
rồi, bắt thấy rồi. Trời. Thank you.